Ra đường không giấy tờ, người phụ nữ dùng hai con dao nói chuyện với cán bộ chốt kiểm dịch. Ra đường không có lý do chính đáng, chị T còn dùng hai con dao đe dọa cán bộ tại chốt kiểm dịch. Tối ngày 26 tháng 8, theo thông tin từ cơ quan chức năng, trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 25 tháng 8, tại chốt kiểm soát ra vào chợ Phú Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, tổ công tác kiểm tra giấy tờ của chị N, sinh năm 1981, thường trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. Quá trình kiểm tra, do chị T không có giấy đi đường, không có giấy đi chợ, không trình bày được lý do ra đường chính đáng. Tổ công tác yêu cầu người phụ nữ này vào chốt để lập biên bản vi phạm về công tác phòng, chống dịch bệnh. Tuy vậy, không những không chấp hành hiệu lệnh, chị T lập tức tranh cãi với tổ công tác rồi chạy ra cửa hàng bán thịt gần đó lấy hai con dao, một dao bầu, một dao chặt xương, giơ lên hướng về phía cán bộ đang làm nhiệm vụ dọa sẽ đâm chết nếu ai tới gần. Sau đó chị T mang hai con dao đi bộ về nhà theo hướng ngõ 8 đường Lê Quang Đạo. Trước tình huống trên, tổ công tác đã khống chế, đưa người phụ nữ này về trụ sở công an phường Phú Đô lập biên bản xử lý theo quy định. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé.